Chúa đã gọi các tiên tri Chúa đến lấy mình con tái sinh, con đức tin và trắng, xin nói lên chúc lời trong nước này để thân cận với Chúa, để họ được sống trong đời nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em cùng đến cùng với lời chúc tạm, chúng tôi xin đức tin của những quý khán giả tất cả chúng ta đang lắng nghe để sống trong tự do của con cái Thiên Chúa. Anh có thể bảo vệ đối phong để phải nằm lưu lời cầu lớn. Anh có thể bảo những thứ chúng bất trí không? Anh có thể bảo ma quỷ là phải gây ra và cầm đầu cầu lớn không? Anh có tin đến Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Anh có tin đến Đức Giêsu Kitô Tông Hội Thiên Chúa của chúng ta, xin bảo Đức Trinh Nữ Maria có chủ quyền và mang tán sống lại từ cõi chết và đóng đổi với nhớ Chúa Cha không? Anh có tin đến Đức Chúa Thánh Thần khi mà Thánh Công Giáo thì ta Thánh Công Công tin các tha tội khi sắp sống lại và sự sống vốn của ông? Giuse Maria Giusuan. Sống như con cái sự sáng và bền vững trong đức tin để khi Chúa đến, anh xứng đáng ra nên đón người với toàn thể các thánh trên trời. Anh là ánh sáng của chúng tôi, thì chúng ta mới được nắm những chút sự tôi. Bây giờ mình sẽ lãnh một chút nữa, một chút thêm sức. Chúa dân đã được tái sinh trong Chúa Kitô, được trở nên trí tuệ và thành phần dân tư tế của người. Giờ đây anh còn phải lãnh nhận Chúa Thánh Thần đã cùng xuống trên tràn đầy trên chúng tôi. Chúa đã ban Thánh Thần cho các tông đồ và đến cuối cùng chính các tông đồ và những đấng kế thừa phải ban những người đã chịu thánh được Thánh Thần. Vậy anh cũng lãnh nhận sức mạnh Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa đã lứa ban. Để nhờ đó, khi trở nên giống với Chúa Kitô hơn, anh làm chứng về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa và trở thành chi thể hoặc tổng thể cánh, hầu xây dựng nhận về Chúa Kitô trong đức tin và đức mến. Còn anh chị em thân mến, chúng ta cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng, gói thương ban trầm đầy Chúa Thánh Thần xuống trên người tân tòng này, để Chúa Thánh Thần dùng ân huệ dồi dào của người làm cho một tân tòng này nên vững mạnh và được sức giàu để nhân giống Chúa Kitô con Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh các tội nhân Chúa đấng bởi nước và Thánh Thần khi giải thoát vào khỏi tội lỗi, thì lạy Chúa xin ban cho Thánh Thần dâng an đồ đến trong người này, xin ban cho người này thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức. Xin ban cho người này ơn kính sợ Chúa và Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giuse Maria Giuse.
Hãy nhận lấy ơn kính ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh. Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị vì Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Thank you.